Kính thưa quý vị và các bạn, là phái đẹp, chúng ta phải chi một số tiền khá lớn cho việc làm đẹp, đặc biệt là đồ makeup. Ngày hôm nay, chuyên mục tiêu dùng thông minh sẽ đem đến cho các bạn một bí quyết nho nhỏ để giúp các bạn tiết kiệm tiền khi sắm đồ trang điểm bằng cách tận dụng một vài món đồ quen thuộc. Xin chào các bạn, mình là San. Hiện tại mình đang là makeup artist và là giảng viên chính của lớp học làm đẹp Sang Ông Makeup Class. Hôm nay San sẽ mang đến cho các bạn một sự bất ngờ rất là lớn từ những vật dụng rất là quen thuộc. Bằng một bảng mắt như thế này, một cây kem che khuyết điểm và một thỏi son, các bạn có thể tiết kiệm thời gian cũng như là chi phí của mình rất là nhiều để tối ưu tận dụng những sản phẩm này để làm đẹp nhé. Các bạn có thể sử dụng màu trắng ánh nhũ hoặc màu vàng ngọc trai như thế này, tán lên chữ tóc nha. Đó là phần trán nè, mũi, một chút xíu ở xương gò má là chữ C. Chữ O đó chính là phần cằm, dấu sắc là một chút xíu ở nhân trung nha. Tận dụng luôn những bảng màu mắt có tông nâu như thế này để mà mình đánh chân mày nha. Khi sử dụng màu mắt bột và tán dọc theo xương chân mày như thế này thì sẽ cho đôi chân mày rất là tự nhiên hơn là mình dùng chì hoặc là dùng sáp. Bạn có tin rằng kem che khuyết điểm có thể làm dày mi? Nếu không tin thì hãy áp dụng phương pháp này nha. Sử dụng cây kem che khuyết điểm, chuốt nhẹ lên hàng mi như thế này. Sau đó chờ khô trong vòng 3 đến 5 giây và tiếp tục chuốt mascara như bình thường. Và một chút xíu mascara ở dưới để giúp đôi mắt to hơn. Nếu như bạn bị thâm môi hoặc không bao giờ đánh màu son lên được đúng màu thì San có một mẹo như thế này, đó chính là sử dụng cây kem che khuyết điểm dặm lên hết môi trước, sau đó thì mới đánh son như bình thường. Bỏ một chút xíu ra tay, sau đó dặm nhẹ. Lưu ý là bạn có thể đi kỹ cái viền thâm quanh môi nha. Các bạn có thể lấy son và đánh trực tiếp lên môi hoặc là dùng cọ để đi nét được viền môi. Đánh từ trong lòng môi trước, sau đó lan nhẹ từ từ ra ngoài sẽ giúp cho bạn tươi trẻ hơn đó nha. Đối với những cô nàng mà có quầng thâm rất là nặng mà đã sử dụng qua kem che khuyết điểm rồi nhưng vẫn chưa che phủ được tốt thì San có một mẹo như thế này, đó chính là các bạn có thể sử dụng cây son tông cam hoặc tông đỏ đánh lên trước, sau đó thì sử dụng kem nền như bình thường. Từ cái bọng mắt mình vẽ một chữ V, dùng tay dặm nhẹ, sau đó dùng kem nền để che lên hết vòng mắt. Vậy là quầng thâm mắt đã biến mất rồi đúng không? Ngoài công dụng là che quầng thâm rất là tốt thì cây son này cũng có thể thay thế được má hồng đó nha. Khi dùng son để đánh má hồng thì các bạn dùng tay hoặc là bông mút để dặm nhẹ lên vùng gò má, tan nhanh để chất son êm và đều màu hơn.